Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn con xe Vim VT252 gạch 1. Dòng xe này tải trọng là 2 tấn 450 kg. Thùng xe dài 4m2. Thùng lửng luôn nha các bạn. Xe này thì đi 51.000 rồi. Đối với dòng xe Vim này thì khi các bạn đề, các bạn phải bấm nút xong tầm 5 đến 10 giây rồi sau đó mình mới đề. Dòng này là xài máy Hyundai